bữa đi với anh Will là y như rằng được ăn những cái món rất là hay ho. Đây là lần đầu tiên mình ăn bạch tuộc đại dương nướng muối ớt nhưng mà là ở trong Niêu. Cũng là lần đầu đặt chân đến cơ sở bếp quán ở núi Trúc này, chọn luôn ngồi tầng 3 view thoáng mát dã man. So với lần trước mình đi cơ sở khác thì lần này đã có rất nhiều món lạ hơn rồi. Hoặc là do mình không để ý nên lần đó không có gọi. Đấy, như cái món chả ốc này này thơm lừng luôn. Sắn một miếng to đùng nhưng mà là để cho anh Will nha. Mà hay ghê, cái món chả ốc này lại còn ăn cùng với cả dưa sung. Mà hỏi anh Will anh còn không biết quả sung là quả gì luôn đấy. Ăn đi anh nghiền luôn. Anh ý còn đang không biết phát âm như thế nào nữa ý. Miếng chả ốc thì to và dày lắm, lại còn thơm mùi lá lốt nữa. Đã thế lúc ấm nóng nên là ăn nó vào cực. À đây thì mình và anh Will đang khởi động cái dạ dày trước nha. Chả ốc hay chân gà thì mới chỉ là khai vị, nhưng mà phải nói là món này ở đây nêm vừa vặn lắm. Ở đây thì đúng là cây hài gặp một nghệ sĩ hài nên lúc nào cũng làm trò thôi. Được rồi, giờ đi mới đến món chính này. Đấy, ăn nãy giờ chủ yếu là đợi cái món này ra thôi. Tại là mình thấy cái bạch tuộc đại dương nướng trong Niêu này hơi bị độc lạ, mà kể ra là cũng lâu không ăn hải sản rồi. Mình với anh Will thì đang ngồi nghe hướng dẫn rồi là phân chia nhiệm vụ. Thì tại vì xem nhiều clip thấy mọi người đập Niêu vui vui nên là cũng muốn thử đập. Anh Will thì sẽ mang trọng trách là cầm cái Niêu sao cho thật chắc, xong là phải xoay đều để đập cái Niêu nó rơi thật là đẹp. Trông mọi người đập Niêu dễ lắm mà sao mình đập mãi không có được. Mới thấy là nó nứt nứt thôi nên là gõ mạnh tay một cái rơi luôn. Khói ở trong cứ ra nghi ngút và mặt anh Will thì vẫn cứ ngạc nhiên thôi. Sau khi mình đập xong Niêu thì sẽ có nhân viên ra giới thiệu về cái món ăn này. Mình thì vừa nghe vừa cho thêm mật ong và trà dưỡng nhang uống cho ngọt ngọt. Nó kiểu trà hoa cúc ý nên là thơm lắm cơ. Đấy, xong là chị nhân viên xinh xinh còn cắt bạch tuộc cho mình. Trời ơi, nhìn cái con bạch tuộc nó dày mình nó to. Thế này mà lát nữa ăn là đã phải biết đấy. Mà miếng bạch tuộc còn thơm mùi thảo mộc rồi là muối ớt, xong là được nướng cùng với đá núi lửa. Thế nên là khi ăn cái phần thịt nó mềm lắm. À thế mà ăn đến cái phần xúc tua thì vẫn săn lắm. Chấm thêm với cái sốt hải sản cứ phải gọi là bao phê. Đấy, nhìn cái phần thịt thân nó này dày dã man. Cắn thì đúng là ngập răng luôn. Ăn hết các bộ phận của nó rồi thì mình sẽ ăn đến cái phần cuối của xúc tua. Mà anh Will cũng có vẻ nghiền món này lắm cơ. Cứ gắp liên tục thôi, ăn nhiều vào anh. Sau mà đi ăn cái món gì ngon ngon thì nhớ gọi em tiếp nha. Đặc biệt là cứ liên quan đến hải sản là em thích lắm. Mà ngoài hải sản ra thì thịt bò cũng chính là chân ái luôn. Cái món thịt bò hôm nay lại còn ăn cùng với cả màn thầu nữa. Chấm với cái sốt không quá đậm đà vừa ăn thôi nhưng cũng đủ là bắt miệng. À đấy, mình còn gọi thêm một món nữa mà lần trước mình cũng đã từng ăn ở đây. Tại vì anh Will chưa ăn bao giờ mà cái món cơm cháy chấm kho quẹt này là nhất định phải ăn khi đến Việt Nam. Ui, lúc đầu ông nhìn thấy đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A. Sau mình bảo là cơm cháy thì ông ấy bảo ông cho biết cơm cháy mà, nhưng mà sao ở đây cơm cháy lạ thế? Tại vì đây đúng là cơm cháy đít nồi chứ sao nữa. Chấm thêm với cái sốt kho quẹt này thì đúng là ngồi nhâm nhì hết ngày luôn. Thịt thà các thứ thì cũng cần có một cái món giải ngấy. Thế nên mới có sự xuất hiện của cái nộm rau càng cua với thịt bò. Ăn cái món này thì đúng là thanh nhiệt luôn. Rau thì mát xong là vị chua ngọt dễ ăn. Xin kính mời quý ông Will thử trước. À nhưng mà vẫn cứ lịch sự lắm cơ. Vẫn cứ là đợi mình gắp ăn xong anh ấy mới thử. Người anh này 10 điểm thế nên là quyết định gọi thêm xôi cho ông anh ăn chắc dạ và cũng để mình ăn chắc bụng nữa chứ. Đây thì là xôi cùng với cả trứng non. Chất xôi thì dẻo thơm vô đối, topping thì lại hấp dẫn lắm cơ. Sao lại thế này, còn mỗi vài cái miếng liêm sỉ anh em mình phải xử lý nốt chứ. Ở Việt Nam lâu quá đúng là bị nhiễm phong cách luôn rồi. Thôi thì anh em mình chia ra mỗi người một vài miếng chứ sao lại để hoài phí thế kia. Xem đến đây thì nhớ follow kênh mình nha.